Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh Crypto Channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh em cách sử dụng cái sàn Corbet đang chạy testnet ở trên cái mạng Cor, đúng không ạ? Đây là một cái sàn chuyên về sử dụng để chơi các trò chơi, đặc biệt là các cái việc đặt cược ở trên cái sàn này, đúng không ạ? Đó, thì ở đây họ có các cái mục như là game này, đó, rồi liquid này, đúng không ạ? Rồi những cái mục stake này, đúng không ạ? Rồi referral này, đấy, những cái này thì commission, tức là họ đang test và họ đang xây dựng, đúng không ạ? Tuy nhiên mình sẽ nói về cái lợi ích của cái việc anh em thử nghiệm testnet ở trên cái sàn này. Thứ nhất, nếu như anh em lọt vào top 100 ấy thì anh em sẽ được tham dự một cái danh sách trắng để sau này khi mà họ bán cái đồng token của họ ấy thì anh em sẽ mua với cái giá thấp nhất, đúng không ạ? Với cái giá thấp nhất, với cái giá ưu đãi, và khi list sàn thì thường là anh em đã nhân 2 rồi. Thứ hai là họ đang có một cái chương trình giới thiệu là referral này, đấy, chương trình giới thiệu. Thì khi mà anh em giới thiệu cái gửi cái link giới thiệu cho người khác thì anh em sẽ có cái quyền lợi sau này. Rồi mình sẽ copy cái này nhé. Đây. Cái chương trình giới thiệu sẽ hoạt động như thế nào này thì mình đọc tóm tắt này. Ví dụ nếu bạn của bạn đặt cược là 10.000 Corbet và thắng, anh ấy sẽ nhận được là 20.000 Corbet và bạn sẽ kiếm được là 100 Corbet làm phần thưởng cho người giới thiệu, miễn là anh ấy đặt cược lần đầu tiên bằng liên kết mời của bạn, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nếu như anh em mà mời người thì một người thôi, đúng không ạ? Họ đặt cược 10.000, họ thắng 20.000 thì các bạn sẽ được 100 cái Corbet đó. Đó. Và nếu như 10 người như thế thì anh em thấy là cái số lượng chúng ta kiếm được từ cái rep của mình cũng khá là tốt, đúng không? Kết nối ví nhá. Chúng ta sẽ connect wallet này. Đúng không ạ? Chú ý này, ở đây vẫn là mạng testnet nhá. Đây, là core testnet này, để ý ở đây. Chúng ta connect wallet MetaMask. Tiếp theo, kết nối rồi. Một số anh em mà chưa biết cách kết nối cái mạng testnet, mạng core testnet thì mình sẽ hướng dẫn như sau nhá. Rồi ở cái mục core testnet này nhá, anh em cuộn xuống dưới thì thấy cái mục là add core network này. Add core network vào. Đây có cái hình con cáo đây thì anh em add vào là được. Đó. Mình sẽ để cái link của cái scan testnet này ở phần mô tả của video này nhá. Sau khi mà anh em kết nối ví xong ấy, kết nối ví xong thì anh em vào cái chữ forget cho mình này. Ở đây thì anh em sẽ nhấp vào forget nhá. Nếu mà bạn nào mà chưa có cái phí tco để làm testnet ấy, để làm phí ấy, thì anh em bấm vào claim này. Đó. Xong copy cái địa chỉ này, xong nó nhấp vào cái chữ input này và nhấp vào tôi không phải là người máy, đúng không ạ? Đèn giao thông, chỗ nào có đèn giao thông thì anh em nhấp vào. Tiếp theo, xe hơi, khi nó mất hết xe hơi thì thôi. Rồi ok rồi, xác minh được rồi. Đó, xong đó anh em nhấp vào từ get the core nhé. Đó là ok ha. Là ok là anh em sẽ có để làm phí. Rồi. Quay lại cái Corbet này. Thì anh em sẽ forget cái đồng TCBet nhé. Mỗi lần vậy thì anh em sẽ được forget 100 1 giờ. Và cái số lượng forget là 100. Rồi sau khi forget xong ấy, đúng không ạ? Thì anh em sẽ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi này. Chúng ta sẽ vào mục game nhá.
vào một game, xong chọn là ConFlip hoặc là Ranger, đang có hai cái trò chơi này thôi, vào ConFlip trước. Đó, ở đây anh em có thể đặt max hoặc là 100 tùy nhá, anh em đặt bao nhiêu thì đặt, mình thì đặt 100. Đấy, sau đó mình sẽ nhấp vào cái chữ là bet, thì cần phải kết nối, xác định, xác nhận. Mình sẽ hướng dẫn để anh em cách chơi làm sao mà chúng ta có lợi nhuận cao nhất, có lợi nhuận cao nhất nha. Đó, như vậy là chúng ta thua này, mất 100 nhá. Rồi thì lúc này đừng có chơi lại mà chúng ta sẽ chuyển sang cái trò chơi răng rồi. Đấy, chúng ta cũng nhấp 100, tùy các bạn là bao nhiêu, thì mình nhấp tối đa là họ chỉ cho 100 thôi. Xác nhận. Ở đây thì anh em đặt cái tỷ lệ là 50 thua 50 thắng thôi nhá. Đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta thắng. Khi nào mà có cái mục xanh này chúng ta thắng. Đấy, thắng thì chúng ta sẽ được chơi 100 thì được 95 ha. 95 cái đồng này. Mà chúng ta đừng có chơi lại nữa mà chúng ta quay lại cái trò con flip cho mình. Chúng ta sẽ nhấp vào mắc và xong đó nhấp vào bet. Xác nhận. Đấy, như vậy chúng ta thắng tiếp 95 nhá. Rồi. Đừng có chơi lại, chúng ta lại quay lại về cái trò răng này. Đấy. Đúng chưa ạ? Và ở đây chúng ta chú ý là nếu chúng ta đặt là max chẳng hạn thì chúng ta có thể đặt thêm cái số nhân, ví dụ như là đặt là 2 nhân 2 nhá. Nhân 2 thì các bạn khi mà các bạn mất ấy là các bạn sẽ mất 200. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn được ấy, thì các bạn sẽ được là 190. Đúng không ạ? Các bạn lời 190. Đó, cũng có thể bảo là nhân nhân 5 nhân 8 gì thì tùy các bạn nhá. Đấy, nhân 5 nhân 8 thì tùy các bạn, được chưa? Thường thì mình chỉ chơi là một thôi. Nhân 1 thôi nhá. Đấy, là tùy các bạn nhá. Bây giờ sang cái phần là chúng ta sẽ nhá, lấy link để mời bạn bè nhá. Đấy. Chúng ta nhấp vào referral này. Và xong đó chúng ta copy cái link này. Đúng không ạ? Copy cái link này và chúng ta gửi cho bạn bè là được, ok. Mình sẽ để các cái link và link ở phần mô tả của video ấy thì là anh em vào đấy lấy nhá. Hiện tại thì họ đang test net thì anh em cứ làm. Khi mà may net ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi này, rồi cách mua cái đồng của họ như thế nào nhá. Đó. Đây, ở đây các anh cuộn xuống thì thấy là đây có cái mục Telegram này, Twitter này, Discord này. Telegram, Twitter và Discord ha. Anh em nhấp vào đây là sẽ có các cái nhóm của nó. Đúng không ạ? Em xem ở cái leaderboard này, tức là những người mà hàng đầu ấy, thì hiện tại là mình đang xếp thứ đây, mình xếp thứ 25 đây. Đúng không ạ? Mình xếp thứ 25. 256 này. Đang xếp 25 ha. Rồi, video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu anh em thấy video có ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người biết và cho nó một like để ủng hộ kênh của mình, thì đăng ký kênh, nhấp vào chuông để nhận các cái video và các cái thông báo mới nhất. Tạm biệt anh em.